Trong video ngày hôm nay, Thuốc Nam Triệu Hòa sẽ giới thiệu đến các bạn một loại quả có nhiều chất dinh dưỡng rất tốt cho sức khỏe của mọi người, đó là quả chám. Hãy xem qua video này để biết thêm về công dụng về loại quả này nhé. Quả chám là một loại trái cây được biết đến với hương vị thơm ngon và giá trị dinh dưỡng cao. Chám có nguồn gốc từ cây chám, một loại cây thân gỗ thuộc họ hồ tiêu, Anacardia ae. Quả chám có một lớp vỏ ngoài cứng và có màu sắc khác nhau, từ đen, xanh đến trắng tùy thuộc vào loại, với kích thước khoảng từ 1-3 cm. Mỗi quả chám có một hình dáng đặc trưng và màu sắc riêng. Chám đen có vỏ bên ngoài màu đen và lõi màu trắng hoặc đen. Chám xanh có vỏ ngoài màu xanh và lõi màu xanh nhạt. Chám trắng có vỏ ngoài màu trắng và lõi cũng màu trắng. Các loại chám phổ biến. 1. Quả chám đen. Quả chám đen là một loại trái cây có tác dụng và công dụng đáng chú ý trong chăm sóc sức khỏe và làm đẹp. Với vỏ đen bên ngoài và lõi trắng, quả chám đen mang lại nhiều lợi ích. Quả chám đen chứa nhiều chất chống oxy hóa và axit béo omega 3, có tác dụng bảo vệ cơ thể khỏi các tác động gây hại từ các gốc tự do. Nó có thể giúp tăng cường hệ miễn dịch, bảo vệ tim mạch và giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính như tiểu đường và bệnh tim. Ngoài tác dụng trong việc chăm sóc sức khỏe, quả chám đen cũng có công dụng trong làm đẹp. Nó được sử dụng để làm mặt nạ tự nhiên, giúp làm sáng và dưỡng ẩm da. Bạn có thể làm một mặt nạ từ chám đen và mật ong, sau đó áp dụng lên da mặt và để trong khoảng 15 đến 20 phút trước khi rửa sạch. Mặt nạ này sẽ làm da mềm mịn và tươi sáng. 2. Quả chám xanh. Quả chám xanh là một loại trái cây thơm ngon và có nhiều cách sử dụng trong ẩm thực. Với vỏ xanh và lõi xanh nhạt, quả chám xanh mang lại hương vị ngọt thanh và mùi thơm đặc trưng. Quả chám xanh thường được dùng để làm các món như chè, nước ép. Bạn cũng có thể dùng chám xanh để trang trí món ăn và thêm màu sắc tươi sáng. Quả chám xanh chứa nhiều chất chống oxy hóa và chất xơ, giúp cải thiện tiêu hóa và duy trì sự khỏe mạnh của hệ tiêu hóa. Ngoài ra, chám xanh cũng có chứa các vitamin và khoáng chất quan trọng như vitamin C, kali và magie, giúp bổ sung dinh dưỡng và tăng cường sức đề kháng cho cơ thể. Một số nghiên cứu cũng cho thấy rằng quả chám xanh có thể có tác dụng kháng vi khuẩn và chống viêm. 3. Quả chám trắng. Chám trắng cũng là một loại đáng chú ý trong các loại chám. Khác với chám đen và chám xanh, chám trắng có nhiều đặc điểm riêng biệt và sở hữu những tác dụng đáng kinh ngạc. Về ngoại hình, chám trắng có vỏ màu trắng sáng và lõi trắng tinh khiết. Nó có kích thước nhỏ gọn, vỏ mỏng và mùi thơm nhẹ nhàng. Vị của chám trắng ngọt, có chút chua và có một chút hương trái cây. Chám trắng có thể được dùng tươi, sấy khô hoặc chế biến thành các món như chè, nước ép, trang trí và tạo điểm nhấn cho các món tráng miệng. Ngoài ra, chám trắng còn có những tác dụng kháng vi khuẩn và tốt cho sức khỏe. Nó chứa nhiều chất chống oxy hóa, vitamin C và các chất chống vi khuẩn tự nhiên. Việc tiêu thụ chám trắng có thể giúp củng cố hệ miễn dịch, tăng cường sức đề kháng và bảo vệ cơ thể khỏi các bệnh tật. Cách sử dụng quả chám trong nấu ăn. Quả chám là một loại quả có thể nấu ăn, mang đến hương vị đặc biệt và dinh dưỡng. Dưới đây là một số cách sử dụng quả chám trong nấu ăn. Sử dụng quả chám tươi. Quả chám tươi có vị ngọt và mát, thích hợp để ăn trực tiếp, làm nước ép hoặc dùng trong các món tráng miệng. Sử dụng quả chám sấy khô. Quả chám sấy khô có hương vị ngọt đặc trưng và có thể dùng trong nhiều món ăn khác nhau. Bạn có thể thêm chám sấy vào bánh mì, bánh ngọt. Sử dụng quả chám trong món ăn nóng. Quả chám cũng có thể được sử dụng trong các món ăn nóng. Bạn có thể thêm chám vào món kho thịt, kho cá, nấu canh hay xào. Chám sẽ tạo thêm hương vị đặc biệt và cung cấp chất xơ và dinh dưỡng cho món ăn. Sử dụng chám trong món ăn hỗn hợp. Chám có thể kết hợp với các nguyên liệu khác để tạo ra những món ăn độc đáo. Bạn có thể thêm chám vào mì xào, cháo hay chế biến thành nước sốt cho món thịt hoặc cá. Quả chám và sức khỏe. Quả chám không chỉ là một nguyên liệu ngon miệng trong ẩm thực mà còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe con người. Dưới đây là một số thông tin về lợi ích và công dụng của quả chám đối với sức khỏe. Bổ sung chất xơ. Quả chám là một nguồn giàu chất xơ, giúp cải thiện chức năng tiêu hóa và duy trì độ cân bằng của vi khuẩn có lợi trong ruột. Chống oxy hóa. Quả chám chứa nhiều chất chống oxy hóa như vitamin C và pohenol, giúp ngăn chặn tổn thương tế bào do các gốc tự do và giữ cho cơ thể khỏe mạnh, tăng cường hệ miễn dịch. Chám cung cấp nhiều vitamin và khoáng chất, bao gồm vitamin C, kẽm và sắt, giúp tăng cường hệ miễn dịch và chống lại các bệnh tật, hỗ trợ tiêu hóa. Quả chám có khả năng làm dịu các vấn đề tiêu hóa như táo bón và khó tiêu, giúp cải thiện quá trình tiêu hóa và hấp thụ chất dinh dưỡng. Ngoài ra, quả chám còn được sử dụng trong chám trong làm đẹp. Quả chám có tác dụng làm dịu và làm mềm da. Bạn có thể sử dụng chám như một thành phần trong các mặt nạ tự nhiên hoặc sản phẩm chăm sóc da để giữ cho làn da mịn màng và tràn đầy sức sống. Làm món tráng miệng. Quả chám được sử dụng rộng rãi trong các món tráng miệng như chè, kem, bánh ngọt và nước ép trái cây. Nguyên liệu trong nấu ăn. Chám cũng được sử dụng trong các món ăn như món kho và các món nấu chay. Chúng tạo thêm hương vị và chất xơ cho các món ăn, làm cho chúng thêm hấp dẫn và dinh dưỡng.
Video của thuốc Nam Triệu Hòa đến đây là hết rồi. Hy vọng những thông tin này hữu ích với bạn. Hãy like, đăng ký kênh và chia sẻ video này nhé. Cảm ơn.